đang nghe nhá, đang đẩy trả cho bác để cho răng gọi là răng tiền mua cửa trong ba mươi thôi nhé, mua cả cửa chủ kia mặt kia xuống mặt kia phải cái như thế không nó vừa nó anh nó vào thôi chú anh nó vào thôi này nó sơn, cái này nó dính sơn, dính sơn rồi. Chú cầm cái vít nhỏ ở trong rồi. Cầm cái này là cabin kép các bạn nha. Cabin kép đời 2 đi mấy hả anh? Đời 2 đi mấy không? 2 đời 6. Đây bác ấy vừa gật lại đúng không anh? Vừa làm tốt tát lại đúng không anh? Đây là xanh mới đấy. Đây xe của bác sản dung các bạn nha. Đây xe vừa làm con xe 2 đời 2 đi 6 cabin kép. Răng này mình đang ẩn lên cái răng này đó, cái răng này rất quan trọng các bạn nhé, cái răng này trông thì rất quan trọng, nó bắn toàn bộ cái tiền nhé, nên trên các bạn không lắp vào là sẽ bị bỏ cái cửa như thế này. Cái này chưa cho tạo sơn đấy nhá, nó không biết tạo sơn vào đây, để cầm cái vít nhỏ chặt. Anh phải thay cả cụ. Vâng. Bao tiền một cụ này? Cái đấy em đang hết rồi. Nếu mà có thì khoảng bao tiền? Có thì nó rơi vào tầm khoảng 250 cụ tự động ấy nhỉ? Vâng. Có không chung? Xe của em. Không phải ạ. Cái đi của ai? Của nhà bên cá này cô ơi. Không phải nhà em. Em tưởng là tìm hiểu rồi. Không biết ạ. Hai trăm rưỡi của anh ơi. Bao nhiêu? 250 của anh ơi. Những cái bộ ốp má mới đèn chưa rửa anh ạ. Chưa rửa tất cả 4 cái ạ. Đúng rồi. Đó, nó tôi còn over luôn, trắng đét luôn anh ạ. Theo quan sát lắp của em. Đó. Theo lắp thì qua của em. Em đầy đủ hết mà, con này chứ gì anh, đồ chơi đầy đủ hết luôn. Anh thích lên nữa cũng được, đây là xe này. Ốp tay cũng được. Giống giống như nó 2-3 tiếng thì làm. Vâng, đây có gì bao của em. Em cảm ơn anh nhá, anh kêu anh. Của em nó bị rơi, em mất một cái ốp ở chỗ cái chân gạt mưa kia, mình có lẻ không? Cái lắp tròn đúng không anh? Thế ở dưới thử cái chân gạt mưa. Có phải cái lắp nhựa hay là lắp bằng chrome ạ? Của nó là nhựa. Nhựa đen hả anh? Nhựa đen thì tròn tròn thế hả anh? Đâu anh? Em thử em hết. Đâu anh? Cái này rơi mất rồi. Chết rồi. Cái này không bán này anh ạ. Cái này loại đi ở bộ mất rồi. Đúng rồi. Theo cả cái này đúng rồi anh ạ. Dạ, anh Duy nhá, em cảm ơn anh.